Rồi, chào tất cả các bạn thủ nha. Quay trở lại video ngày hôm nay. Bây giờ ngày 11 tháng 7 thì video này cho mình tổng cộng có 22 mẫu cần. Giới thiệu sơ lược những dòng như là 2-3 khúc cho mình là con ngâm na xe đến biển, độ cứng cao. Đây, cần cắm gốc nha, cô bè. Một số lô thì sẽ có cần máy đứng, máy ngang, độ dài cần từ 1m98 cho đến tầm khoảng từ 3m nha. Cần tay thì có 4m5 và 46m3, độ cứng 45H cho mình nha. Sân hàng. Chơi trong thì có hai khúc đây. Khúc độ cứng cao nha, 80. Cần súp đánh lộc độ cần gần bờ, những dòng như là từ 3m6 cho đến 3m9, 4m2, 4m5. Cần ISO và cần Ikeda thì đây sẽ có tầm khoảng từ 2m7 này cho đến tầm khoảng 4m5 này, 3m6 và 5m4, khoang nhỏ, khoang lớn đầy đủ nè. Thì bên em hàng Nhật Bản đã qua sử dụng, em sẽ báo rõ tình trạng của cần qua video. Anh em lưu ý xem kỹ video nha. Đây toàn là cần carbon cho mình hết. Thì hàng đến mình nhận hàng đồng kiểm, được tháo ống nước nha, mình kiểm tra, trong là anh cứ tháo, anh em cứ tháo cần ra, mình test nha. Ok thì mình mới thanh toán tiền qua nhân viên giao hàng. Chốt đơn liên hệ trực tiếp 0923 534 779. Ship code toàn quốc 30.000 một đơn. Mã số 1 thì đây sẽ có một con cần Ikeda như này. Một con cần Ikeda carbon, độ dài con này là 1m8 như này. Thì con này bị hụt 10 phân nha. Hàng nội địa Nhật, tem vàng, cần carbon nha. Tay cầm thì được cuốn chỉ và parapet gập này Fuji F6. Khoen đề ba là khoen Fuji ba chân này, xứ trắng. Thì con này hiện tại là coi cho mình 1m7 thôi. Thế sẽ để cho mình giá tốt nha. Những Ikeda này thì nó mềm. Thịt vật mình về mình câu bè, mình câu trải nghiệm này, câu tôm càng đồ cũng được nha. Ikeda thì thuộc dạng mềm á, mềm và cảm giác nha. Trên này thì khoen của mình đều là khoen inox hết, cần là cần carbon nha. Ngọn thì dạng là ngọn đặt ngọn tháp thế này. Hiện tại cần thì nó còn là 1m7, 1m7 cho mình ạ. Thì mã số 1, trọng lượng con này là 140g, giá là 200 nha, 200.000 nha. Mã số 2, số 2 thì sẽ có một con cần dạng súp ISO khoen lớn cho mình công ngâm câu đơn. Cái này thì của dòng súp của hãng Suzumi, dòng Caster, độ dài là 2m7, hàng nội địa Nhật này, tem vàng. Con này thì đã bị mất cái nắp chụp bằng xoáy vặn nha, thì đã thay một cái nắp chụp cao su thế này cho mình rồi. Độ dài là 2m7, con này của dòng là Suzumi, nội địa Nhật, bát gập Fuji F6 như này. Con này thì bát nhỏ nha, đây, bát 6 cho mình. Giang khoen Fuji, loại xí đá xám, con này thì mình công ngâm câu đơn hay mình lua rút cũng được này. Ngọn cần cái đo cho mình là ngọn 2 ly, đây ngọn 2 ly nha. Ngọn sẽ kèm một này, đây và có hai khoen chạy cho mình. Đây tổng thể thế này. Con đi kèm cho mình là 3 lóng và các lóng của nó thì còn đẹp hết. Dòng thì nhỏ nhẹ nha, cô ngâm cô đơn. Ao sông hồ tự nhiên được này. Trọng lượng của cần thì cần được chỉ có là 120g, mã số 2, giá 400.000 nha, 400. Mã số 3, số 3 thì đối với cần thì đây sẽ có một cần ISO này, một cần ISO khoen nhỏ nha, carbon. Con này thì của hãng là Promane, độ dài của cần là 3m nha. Đây độ dừng con này là 3m, cần carbon này. Con này thì khoen bát của mình là khoen bát hãng hết đây. Đây khoen bát hãng nha, tổng thể thế này. Dạng khoen cũng là khoen hãng cho mình luôn. Ngọn cần á thì đo cho mình là ngọn tầm khoảng vào 1.4 ly, độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng vào độ cứng 3, độ dài là 3m nha, độ cứng 3, ngọn sẽ kèm một và có hai khoen chạy như thế này. Con này thì đi kèm cho mình là 3 lóng nha, đây 3 lóng, cái lóng thứ hai dưới này lên có một khoen chạy cho mình đây. Đây tổng thể thế này, khoen bắt hãng con này hạ tay xuống rơi cho mình tầm khoảng vào 4h trở lên. Đây độ cứng 3 ISO thì hạ tay tầm khoảng 4h, khoen bắt hãng như này, không heo hụt cho mình. Độ dài là 3m, trọng lượng của cần chỉ có là 120g, mã số 3, giá 400 nha. Đây, giá 400.000. Mã số 4, số 4 thì đây sẽ có một con cần ISO khoen nhỏ luôn. Con này cần ISO khoen nhỏ carbon. Thích hợp cho nên mình câu cảm giác nha. Độ dài con này là 5m4, độ cứng 1, cứng 1 rất là mềm. Hàng nội địa Nhật này, đây có tem vàng. Thì khoen pad là khoen pad Fuji, loại xí đá xám hết. Con này ngọn rất là nhỏ, độ cứng 1 thì nó là mềm nha. Hạ tay xuống thì nó ra cho mình tầm khoảng từ 2.2 đến 2.5h cho mình thôi. Ngọn 0.8 ly, ngọn sẽ kèm 1, 2 và có 3 khuyên chạy nha. Phơi cần là phơi carbon này. Đây, phơi carbon xoắn vân toàn thân nha. Đây, tổng thể thế này. Trong lóng của nó thì còn đẹp hết à. Những dòng thì để cho mình trả tốt thôi. Đây, có sức dăm sơ sơ theo cần. Cho nên mình về mình câu trải nghiệm nha. Câu mình con máy tầm khoảng từ 1 đến 2 ngàn. Câu cá vừa, cá nhỏ. Không thích câu dạng tay trợ máy cho mình. Tôi mình tháo khoen, mình làm cần tay vẫn được. Rosic Medin 5m4, độ cứng 1, trọng lượng con này là 210g, mã số 4, giá 450.000 nha. Đây, 450. Đây thì cái này là ký keo nha, cái keo nó dính chứ không phải là xước cho mình ạ. Đây, thế này, 450.000. Cần carbon tương đối đẹp nha. Mã số 5, số 5 đối với cần thì đây sẽ có một con cần ISO khoen lớn của hãng Daiwa. Đây, nắp chụp con này thì sẽ bằng mấy nút như này. Con này thì mình sang hàng đều được.
Độ dài của cần là 5m3, độ cứng 4. Cứng 4 thì dạng là bạo lực rồi, cứng 4 trở lên thì dạng cứng nha, đánh lục độ cần đều được. Hàng nội địa Nhật này, Made in Japan và có tem vàng đầy đủ. Thì khoen lớn thì đa số là bắt là bách vặn nha, đây bách vặn của đây qua chính hãng. Dàn khoen con này là dàn khoen Fuji nha, dàn khoen Fuji thế này. Đây, tất cả khoen của mình là khoen Fuji nha, nội địa Nhật, Made in Japan. Thì cứng 4, ngọn con này thì đo cho mình là ngọn 1.7 ly. Cái ngọn của nó thì nó được phủ thêm keo nha này, để nó phủ thêm keo thì nó hơi xấu xíu nha. Thì dàn khoen của nó vẫn là dàn khoen xích thế này. Đây, ngọn sẽ kèm cho mình là có 1 này, 2 khuyên chạy nha. Tổng thể này, nói chung các lóng của nó thì sẽ có xước sơ sơ và xước dâm. Nó hơi cũ cho mình một xíu. Đây, có xước dâm đây nha, xước sơn thế này. Nói chung thì không ảnh hưởng chất lượng của phôi. Hàng đến thì anh em cứ nhận hàng đồng kiểm nha. Đây, 5m3 độ cứng 4. Gốc thì có đóng semi chống nổ. Phôi còn có carbon xoắn vân, có sức dăm theo cần. Dàn khoen của mình là dàn khoen full xích nha. Đây, dàn khoen full xích thì khoen thì còn sáng và đẹp hết. Trọng lượng con này thì cân được cho mình là 360g, mã số 5, giá 900.000 nha. 900. Con này mà hạ cần tay xuống thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng từ 5 đến 6 hát nha này. Đây, 5 đến 6 hát cho mình ạ. Mã số 6. Số 6 thì ở đây sẽ có một con cần lục này. Đây một con cần lục carbon nha. Đây cần lục carbon. Cái này thì của hãng là Simat, những dòng Simat thì hàng Korea xuất Nhật này. Đây cần lục carbon nha, khoen bát Fuji xứ xám. Độ dài của cần là 3m9, độ cứng là 27. 27 thì rơi cho mình tầm khoảng vào DS. DS thì đánh lục độ cần gần bờ. Nắp chụp xoay vặn inox này. Bát cần là bát gập Fuji F7, dạng khoen Fuji, loại xi lá xám. Khoen còn đẹp nha, không nứt chân. Ngọn cần đo cho mình là ngọn 2.6 ly. Độ cứng 27 tầm khoảng DS, ngọn sẽ kèm 1. Đây và có hai khoen chạy nha. Cái khoen này thì nó kéo lên kéo xuống á thì nó bị xước cái sơn ngoài thế này. Nhưng mà không ảnh hưởng chất lượng cần cho mình. Đây, lóng thì còn đẹp thế đây. Cần này kèm là 4 lóng nha. Đây, 4 lóng cho mình. Đóng sẽ bị chống nổ đầy đủ hết này. Đây, khoen bát Fuji xứ xám. Độ dài 39, độ cứng là 27. Con này trọng lượng của cần thì cân được chỉ có là 340g, mã số 6, giá 650 nha này. Đây, 650.000. Rồi, tiếp theo thì ở đây sẽ có một con cần lục. Con này cũng là cần xúc cho mình luôn. Độ dài con này cũng là 3m9 như này. Đẹp 3m9. Con này thì nhìn nó cứng cáp hơn một xíu, tại vì nó nặng hơn, phôi dày hơn. Con này thì cũng là khoen bát Fuji, bát Fuji F7, dạng khoen Fuji. Đây, loại xi đá xám cho mình nha. Ngọn cần á thì đo cho mình là ngọn 2 ly. Độ cứng con này cũng rơi cho mình tầm khoảng vào 25 nha. Đây, ngọn sẽ kèm vẫn là 1 và có 2 khuyên chạy đây. Nước sơn con này thì màu trắng nha. Những dòng mà thì thích hợp cho nên mình đánh lục độ cần gần bờ. Đây, lóng lý còn đẹp hết nha. 39 cứng tầm khoảng 25. AS đánh độ cần gần bờ này. Những con này thì nên mình công ngâm cô đơn, đánh bạc bãi đều được nha. Đây, khoen bát Fuji hết. 39-25. Con này trọng lượng của cần á, thì cần được là 370g, mã số 7 nha này. Giá con này để cho mình là giá 600 nha. Đây, giá 600.000. Nắp chụp xoay vặn inox nha. Tiếp theo mã số 8. Số 8 thì đây sẽ có một con cần cũng dạng súp luôn. Con này thì khoen cũng mới là khoen lớn nha, không phải là khoen gập cho mình. Độ dài của cần là 4m5. Cần này của hàng có mình là hàng Korea xuất Nhật, đi kèm là 5 lóng. Con này pad lớn nha, Fuji F7 của dòng Quest Now. Những dòng Quest Now thì hàng của mình là nội địa Nhật nha. Đây, tem vàng đầy đủ này. Korea xuất Nhật. Ngọn con này thì đo cho mình là ngọn 2.5 ly, độ cứng cũng tầm khoảng 25. Thì ngọn sẽ kèm vẫn là 1 và có 2 khuyên chạy nha. Đây, những dòng cần súp thì nó có 2 khuyên chạy hết. Đây, các lóng này. Trong thì nó sẽ có sức dăm sơ theo cần thôi, không ảnh hưởng chất lượng cần. Đây, các đóng semi chống nổ đầy đủ hết này. Đây, 4m5, cứng tầm khoảng 25, đánh đầu cần gần bờ. Những con này hạ tay thì ra cho mình tầm khoảng từ 7-8 hát. Trọng lượng con này là 400g, mã số 8, giá 700 nha. Đây, giá 700.000 cho mình ạ. Đây, cần tương đối đẹp nha, dòng Việt Nam. Mã 9 thì đây sẽ có một con cần lục luôn. Con này của hãng Daiwa như này. Đây, Daiwa. Daiwa dòng mà CS, đồ Pro Swing, độ dài là 4m5, đi kèm 5 lóng. Hàng của mình nội địa Nhật này, tem vàng đầy đủ đây. Dàn khoen của cần là dàn khoen Fuji, loại xi đá xám như này. Dàn khoen Fuji, loại xi đá xám. Khoen đi kèm cho mình là 3-6 và 1 đồ bu. Con này thì khoen pad Fuji, trọng lượng con này á thì rất là dày nha, 4m5, 460g. Ngọn cần ở đó là ngọn 2.6 ly, độ cứng cũng tầm khoảng 25 AX cho mình. Đây, cái đồ bu rất là lớn. Ngọn zin đâu cần nha, ngọn thì nước sơn màu trắng, nó sẽ kèm cho mình là có 2 khuyên chạy này. Đây, ngọn zin đâu cần. Và các lóng còn lại là phôi của mình là phôi carbon này, xoắn vân. Đây, tổng thể thế này. Đi kèm 5 lóng nha. Đây, những dòng thì đánh lập độ cần gần bờ. Đây, nhìn kỹ nha, phôi rất là đẹp.
chung carbon thì dạng xoắn bung cho mình á, để đóng CP chống nổ, để bằng inox như này, không có xét cho mình được này. Rồi dàn quen Fuji là xi đá xám 4m5, độ cứng tầm khoảng 25, đầy qua. Tay cầm con này thì được cuốn như này, được cuốn bằng keo và màng co nhiệt này, cho mình cầm rất chắc tay. Nắp chụp thì xoắn bằng inox. Trọng lượng con này là 460g, mã số 9, giá 750.000. Đây, 750 nha. Những cái dòng thì hiện tại giờ là giá rất là tốt cho mình luôn. Lúc trước là thời gian trước thì giá là tầm khoảng vào 1 triệu, 1 triệu mấy như này. Tiếp theo thì ở đây sẽ có một con cần hai khúc dây trong của hãng là Suzumi. Con này thì mã cho mình mã số 10, độ dài của cần là 2m4, độ cứng là 80. 80 thì dạng bạo lực cho mình rồi. Cái con này thì thích hợp mình về lên khoen, đến cá tra cá chim được này, hàng nội địa Nhật, có tem vàng. Ngọn con này thì ngọn lớn như này, ngọn cần đo cho mình là ngọn 3.2 ly, đóng sơ mi chống nổ, cái đầu bu xích cho mình đây, đây tổng thể thế này, đầu bu xích nha. Cần thì còn rất là đẹp. Con này thì mình về mình luồn dây trong cùng ngâm cô đơn, hai anh em có thể chế nha, lên khoen cũng được này. Tay cầm cán mút bắt vặn này Suzumi 20, đây có một cái dây buộc bảo hiểm sẵn cho mình đây, đây tổng thể thế này. 80 thì dạng 80 trở lên thì dạng bạo lực rồi. Trọng lượng của cần thì cân được là 240g, mã số 10, giá 500.000 nha. Con này tương đối nhẹ nha, chỉ có là 240g thôi. Mã 11 thì đây sẽ có một con cần dây trong hai khúc, con này cũng dạng cứng và bạo lực cho mình. Cần thì độ dài của cần là 2m7, cần này của hãng Sanwa, hàng Korea này, đây Korea nha. 2m7, con này cứng cũng tầm khoảng vào 80 như mình nha, 80 hơn. Ngọn là ngọn 3.5 ly, vẫn có đóng CP chống nổ và khoen xích cho mình đây, đây khoen xích nha. Con này lên khoen đánh cá tra cá chim, đánh bạo lực được cho mình, thì cần hai khúc. Tổng thể thì nó sẽ có hơi cũ một xíu thôi. Tay cầm cán mút bát vặn Fuji chữ vàng, sau này vẫn có một cái dây buộc bảo hiểm ở đây, đây có sẵn cho mình hết nha. Đây không sẽ này, con này thì bán cho mình lên về lên khoen nha, mình về mình khoen thôi, lên khoen mình công ngâm cô đơn cũng được này. 2m7 cứng 80 san qua. Trọng lượng của cần là 310g, mã số 11, giá 500. Đây 500.000 ạ. À, những cái chỗ này thì hàng về keo á, dính keo này thì cũng chưa có vệ sinh nha, này hàng nhiều quá mình cũng có vệ sinh một mình được nha. Thì anh em lưu ý nha, hàng dính keo rồi thì mình về mình spa lại dùng cho nó sạch sẽ được rồi. Tiếp theo mã số là mã số 11 ạ. 12 như này, mã số 12 nhầm nha. Mã số 12 thì đây sẽ có một con cần tay. Con này thì cần tay đã hạ lóng xuống nha. Cho nên hiện tại rất là cứng. Hiện tại thì cần tay này là cần tay carbon, độ dài con này là 4m5. Con này được hạ cần tay của tầm 8-9m xuống nha. 8-9m xuống nha. Thì hiện tại con này là 4m5, ngọn là ngọn 1.5 ly, nó sẽ hỗ trợ cái đầu bu 360 độ chống xoắn này, độ cứng là 5H nha. 5H cho mình này. Con này thì cần tay 8-9m á thì bỏ mấy cái lóng ngoài đi để làm cán vợt nha. Xong rồi lấy các lóng ngọn của mình á thì chế lại một tay cho mình đây. Cần thì đi kèm cho mình là có 5 lóng nha. Đây, 5 lóng cho mình tập thể thế này. Cái là cần carbon xoắn vân. Độ dài là 4m5, độ cứng 5H. Tay cầm con này thì được cuốn chỉ nhá, được cuốn dây mây này cho là cầm rất chắc tay. Và nắp chụp thì xoay bằng inox này. Đây. Con này thì phôi tương đối dày nha. Con này về đánh tre đánh chép được như này. Trong 5H thì dạng cứng rồi. 4m5, trọng lượng con này thì cân được là 137g, mã số là mã số 12, giá 500.000 nha. Đây 500. Mã số 13 thì đây sẽ có một con cần tay. Con này thì cần tay carbon. Độ dài của cần là 6m3 nha. Đây độ dài con này là 6m3. Con này độ cứng là 4H nha. Thật cho nên mình đánh chép này, ao sông hồ dịch vụ được nha. Thì phụ kiện thì nó sẽ kèm một cái nắp chụp bằng gỗ thế này, gỗ và cao su này, zin theo cần. Độ dài là 6m3, con này ngọn của cần á thì đo cho mình là ngọn 1.5 ly. Cái đầu bua là vẫn 360 độ chống xoắn này. Đây, ngọn 1.5 ly. Độ cứng con này thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào 4H nha. 4H 6m3 thì cần ra tương đối thẳng nha. Phơi con này là phơi carbon này, xanh ngọc nha. Đây, xanh ngọc bích cho mình. Cần rất đẹp nha. Con này thì phơi dày cho mình đánh chép, đánh trống được này. 6m3 4H. Cần thì còn rất là mới, độ mới con này rơi cho mình tầm khoảng vào trên 90% nha. Đây, trên 90%. Phôi phía còn rất là đẹp đây. Độ dài 6m3, độ cứng tầm khoảng 4H. Cho mình sang hàng, con này phôi rất là dày. Thì tay cầm con này á nó được làm nhám này, nhám cho mình cầm chắc tay và sau này sẽ có sẵn cho mình một cái dây buộc bảo hiểm ở đây luôn. Đây. Buộc bảo hiểm nha. Trọng lượng của cần thì cân được là 340g, mã số 13 nha anh em, mã 13, giá là giá 1 triệu nha. Đây giá cần là giá 1 triệu cho mình này. Mã số 14 tại đây sẽ có một con cần dây trong hai khúc nha. Đây con cần nhìn con cần lưu như này. Con cần lưu hai khúc máy ngang cho mình. Đây cần lưu hai khúc máy ngang carbon nha.
độ dài của cây là 2m1 này, 2m1 máy ngang, độ cứng có thể tầm khoảng với ML, hàng nội địa Nhật nha. Thì cái con này dàn khoen của mình là dàn khoen nhôm nha, dàn khoen hãng theo cân, khoen nhôm như này, khoen thường nha, không phải là khoen Fuji cho mình. Thì ngọn cân ở đó cho mình là ngọn tầm khoảng vào 2.2 ly, độ dài là 2m1, độ cứng tầm khoảng với ML, tay cầm cán bút và bắt được bằng carbon này, thích hợp mình mua lưu lóc lưu chẽm được nha. Trọng lượng con này thì cân được cho mình á là 140g, mã số 14, giá 300.000, 300 nha, thích hợp mình câu trải nghiệm thôi. Mã số 15 thì đây sẽ có một con cần lưu hai khúc, con này thì của hãng là Suzumi nha em, là Suzumi hàng China xuất Nhật nha, là Suzumi. Độ dài con này là 7,6, 7,6 là 2m28, độ cứng con này thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng với UL. UL thì thuộc dạng là nhẹ nhất cho em, nhẹ và cảm giác nhất cho mình rồi, rất là mềm luôn. Ngọn cân thì là ngọn 0.7 ly, đây dàn khoen của mình là khoen hãng nha, đây khoen hãng Suzumi 2m28 UL nha. UL thì là câu cảm giác, câu bè, câu lóc, câu chẽm mà dạng cảm giác cho mình này. Đây bắt là bắt vặn nha, là bắt vặn cho mình Suzumi chính hãng tổng thể thế này, khoen là khoen hãng hết. 2m28 độ cứng là UL, trọng lượng con này là 135g, mã số 15, giá 500 nha, đây 500.000 ạ. UL hơi dài xíu nha này, bình thường UL tầm khoảng vào 18-21 là đẹp nha. Rồi tiếp theo mã số là mã số 16 thì đây sẽ có một con cần lưu hai khúc carbon, đây con này đẹp nha, đây cần lưu hai khúc carbon. Cái này thì độ dài của cần là 3m nha này, 3m của dòng C-Session, hàng của mình là hàng Nhật nha, độ dài con này là 3m. Thông số tải mồi từ 7-21g, độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng với ML. Thì dàn khoen con này là dàn khoen Fuji này, ba chân, lõi xi đá đen hết. Tình trạng con này thế này, con này bị hụt một xíu như này, nó bị gãy ngọn nha, là đã được thay cái đầu bu Fuji thứ 6 rồi đây, nó gãy 2cm nha, mà trong 2cm thì cũng không ảnh hưởng gì mình đâu, còn để cho mình giá tốt hơn. Phơi cưng là phơi carbon xoắn vân, những dòng thì anh em mình lưu lóc, lưu chẽm, lưu gần đều được nha, đây cưng còn rất là đẹp. Tay cầm con này thì bằng cán bừng nha, đây cán bừng, cán gỗ này, dàn khoen này dàn khoen Fuji hết, lõi xi đá xám, phơi carbon xoắn vân, đây tổng thể này 3m bị hụt 2 phân. Trọng lượng của cần thì cân được là 250g, mã số 16, giá 750.000, đây 750 nha. Tiếp theo mã số 17 thì đây sẽ có một con cần cho mình câu bè này, con là cần hai khúc của đây qua này, cho mình câu bè, câu một câu chìa lớn tầm khoảng 300-400g được này. Cần hai khúc đây qua độ dài của cần là 1m5 nha, 1m5 của dòng đây qua, dòng CS nha, carbon sliver. Độ cứng của cần ra cho mình tầm khoảng từ 80-130. Thì con này ngọn của mình là ngọn đặc như này, đây ngọn đặc thủy tinh nha, đây ngọn đặc thủy tinh, cán của mình là cán gỗ, sẽ sẵn một cái dây buộc bảo hiểm ở đây, bắt đập bắt vặn Fuji FPS 20, tay cầm được bọc da hết này. Dàn khoen là dàn khoen Fuji giả quang nha, khoen chân luồn, khoen này cực kỳ là chắc chắn cho mình luôn, đây độ dài 1,5 nha. Độ cứng con này thì cứng cao tầm khoảng từ 80-150, thì con đánh chì lớn nha, chì tầm khoảng từ 400-500g được này, câu những dòng nước sâu nước chảy cho mình câu trên bè, câu trên bè câu cá lớn nha. Trọng lượng của cần á thì cân được là 380g, mã số 17, giá 700 nha này, đây 700.000 ạ. Đây qua 1,5 nha, cho mình câu bè, ngọn là ngọn đặc thủy tinh, cực kỳ là chắc chắn luôn. Tiếp theo mã số 18 thì đây sẽ có một cần hai khúc, còn là thích hợp cho mình câu bè nha này, cũng mới dạng cho mình câu bè, câu bè câu bạo lực này. Con này thì con nãy bạo lực, con này thì dạng vừa thôi. Cần hai khúc Hechi, độ dài 2m1, độ cứng 20, 21 và cứng 20 thì thuộc dạng nó cũng không cứng lắm. Ngọn con này thì là ngọn đặc, ngọn tháp. Ngọn cần cái đo cho mình là ngọn tầm khoảng vào 1.8 ly, tầm khoảng 2 ly á. Phôi của mình là phôi carbon xoắn vân. Dàn khoen con này cũng là dàn khoen Fuji giả quang, thì anh em mình câu bè mình hay câu ban đêm nha, ban đêm thì khoen giả quang thì hỗ trợ mình cùng mình thấy cần tốt hơn này. Đây cần là cần carbon 21, độ cứng là 20. Thì bác con này bắt gặp Fuji F6, khúc bằng cán gỗ và có chế sẵn một cái dây buộc bảo hiểm ở đây rồi. Cái này thì hơi xấu, mình thích thì mình vặn ra mình bỏ hoặc để về cũng được nha. Thì em để sẵn cho mình vậy luôn. Anh em thích thì về để vậy cũng được này, mình bỏ cũng được. 21, độ cứng 20, Hechi câu bè. Trọng lượng của cần là 180g, mã số 18. Giá 600 nha này. Đây 600.000 ạ. Khoen dạ quang nha. Mã số 19 từ đây sẽ có một cần hai khúc, con này của hãng Alpha Tackle nha. Đây Alpha Tackle hai khúc. Độ dài của cần là 2m1. Hàng có bài là hàng Korea xuất thị trường Nhật này, có tem vàng đầy đủ. Thì ngọn con này là dạng ngọn đặc, ngọn tháp, phôi carbon, dạng khoen Fuji ba chân xứ xám. Đây, khoen lớn nha. Ngọn cần cái đó cho mình là ngọn 2.5 ly, độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng từ 80-80 nha. Thì cũng dạng cứng này, dạng trầm thì cũng dạng bạo lực cho mình.
tay cầm cán bút và bắt đầu phát vạn Fuji chữ vàng FPS 20 đời tổng thể này và carbon sóng vân hết cần hai khúc nha anh pha tắc cò. Trọng lượng của cần thì cân được là 240g, mã số 19 nha này, giá là 700.000. Đây 700 nha. Con này thì cũng dạng cứng cho mình câu ngâm lên xe được này. Mã số 20 thì đây sẽ có một cần là hai khúc carbon luôn. Con này thì nó sẽ dài cho mình một xíu. Độ dài của cần là 2m4, độ cứng là 30. Thì tổng thể con này như này. Con này nó bị hụt một xíu như này, nó hụt 5 phân là hiện tại nó còn cho mình là 2m35. Thì để cho mình giá tốt hơn nha. Thì dàn khoen Fuji hết. Đây, khoen các bạn là khoen Fuji hết, nó bị hụt một xíu thôi. Hiện tại nó còn cho mình là 2m35, độ cứng 30. 30 thì dạng vừa, không cứng lắm. Thuộc dạng câu cảm giác, tay cầm cán bút, bắt vạn Fuji DPS. Con này thì để cho mình là giá tốt nha, giá 500.000 ạ. Đây 500.000. Ngọn hiện tại là 3.6 ly, trọng lượng cần chỉ có là 200g thôi. Giá là giá 500 nha. Thùng mới cho mình. Khỏi bị sụp xịt nha. Rồi giá là 500 nha anh em, mã số 20. Bị hụt một xíu nha. Mã số 21 thì đây sẽ có một cục cần hai khúc. Con này thì chuyên dụng cho mình đánh biển, đánh bạo lực này, cần hai khúc của hãng Suzumi. Độ dài của cần là 2m4, độ cứng là 120. Đây, hàng của mình là hàng Korea xuất thị trường Nhật nha, có tem vàng. Phơi con này là phơi carbon xoắn hai da này, toàn thân. Tổng thể thế này. Cứng 120 thì mình câu máy điện, máy biển, câu biển này ngọn 3.5 ly hoặc mình đánh cá tra, cá chim. Câu cục 10 mình tầm khoảng vào 7 lạng, 8 lạng một ký nha. Mình quăng thoải mái đây. Dàn khoen này dàn khoen biển này, Fuji xứ xám, phôi hai da. Cần thì còn rất là mới. Tay cầm một cán mút và bắt được vạn Fuji DPS. Sau này thì gốc của nó sẽ có cái núm cao su và dây buộc bảo hiểm đầy đủ ở đây. Đây cần là cần hai khúc nha. Đánh biển bạo lực, cứng 120 2m4. Trọng lượng con này á thì cân được cho mình là 460g, mã số 21. Giá là 1.4 triệu. Đây 1.400.000 nha. Cuối cùng thì mã số 22 thì đây sẽ có một con cần là 3 khúc. Con này 3 khúc carbon, con này đẹp như này. Con này của hãng là Ryobi này. Đây Ryobi. Độ dài của cần là 3m3, hàng có bên là hàng Korea xuất Nhật này, có mã code nha. Và tem vàng đầy đủ hết cho mình. Thì con này dàn khoen của cần á là dàn khoen full sheet như này. Đây những dòng thì công gâm lăng xe thì khoen rất là nhiều thì hỗ trợ mình phân bố lực tốt hơn. Con này ngọn cần thì đo cho mình là ngọn lớn như này, ngọn 3.5 ly, độ cứng con này tầm khoảng vào 50 thôi. Con này ngọn lớn nhưng mà độ cứng nó không cao nha, tầm khoảng 50. Thế là mình công ngâm cô lăng xe. Keo kiết thì có được quét keo lại và còn rất là sáng này. Thì tay cầm con này thì bằng cán bần và pad con này phát vặn Fuji Gold nha. Đây phát vặn Fuji Gold và dàn khoen các bạn là dàn khoen full sheet hết. Sau này sẽ có một cái núm cao su đầy đủ nha. Con này thì còn nguyên bản, tình trạng có hơi cũ một xíu thôi. 3m3 cứng 50, trọng lượng con này thì phôi dày. Cân được cho mình là 430g, mã số 22. Giá là 1 triệu như này. Đây giá 1 triệu nha. Khoen full sheet hết. Đặt cần còn rất là đẹp nha và sáng. Tổng thể ở đây sẽ có cho mình là 22 mẫu cần. Thì anh em ưng mẫu nào comment mã số nha, cộng số điện thoại. Chốt đơn thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại Zalo thì em sẽ hỗ trợ cho mình tốt hơn. Hầu như hôm nay em cũng link video cho anh em tham khảo mẫu cần và phụ kiện mới cho mình nha. Rồi chúc tất cả anh em có một ngày tốt lành, đi cầu nhiều cá nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại lần sau ạ.